rồi xin chào tất cả các bạn rồi các bạn à, đã đến với lại livestream ôn tập cho mto 2 môn toán tối hôm nay xin được chào tất cả các bạn ha rồi như vậy nãy giờ thì à, thầy cũng đã thấy à, rất là nhiều tin nhắn các bạn trả lời cho cái phần ôn tập từ vựng phía đầu của cái buổi ôn tập ngày hôm nay và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để cùng nhau ôn tập một số nội dung kiến thức và thông qua việc mình sẽ trả lời một số câu hỏi và giải quyết một số bài toán các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa ha? Chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi ôn tập ngày hôm nay các bạn nha. Rồi rất là nhiều bạn thả tim, thả like và comment ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Rồi, à, cho các bạn một chút thời gian để các bạn sẽ đọc đề Rồi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau uh, trả lời cho câu hỏi này Một câu hỏi khá đơn giản các bạn ha Rồi, à, và như uh, những cái lần ôn tập trước đây, những cái lần livestream trước đây về môn toán Nếu các bạn đã từng tham gia thì các bạn có thể nhắn vào trong uh, khung comment uh, các phép toán nè Rồi sau đó sẽ là cái đáp án tương ứng mà các bạn có rồi, cố gắng là nhắn cả phép toán nữa ha để thầy có thể xem coi các bạn đã tính toán như thế nào nữa nha. Chúng ta không chỉ nhắn kết quả sau cùng mà có thể nhắn các phép toán hoặc là nếu các bạn có câu hỏi, có gợi ý cách làm thì các bạn cũng có thể nhắn vào trong cái khung comment các bạn nha. Rồi. Ok, đã có những câu trả lời đầu tiên. Rồi, Miss Anne had 128 stickers. She planned to share them among 20 children equally. At least, how many stickers would be left? OK, như vậy, uh, nhìn nhanh lại một số thông tin quan trọng. Chúng ta, có gì? Chúng ta có 128 stickers. And then, share among 20 children equally. And the question is, at least, how many stickers left? Rồi, Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là 128 cái stickers này sẽ được chia đều cho cho 20 bạn học sinh. À và với câu hỏi này thì ờ à, như vậy thầy hỏi ví dụ nếu thầy chia cho mỗi bạn một cái thôi thì thầy còn lại uh, chia là coi như chia 20 cái cũng là chia đều và thầy còn lại 108 stickers được không? Rồi, các bạn sẽ thấy để ý kỹ câu hỏi, câu hỏi có hỏi là at least how many stickers left. Như vậy mình để ý là mình phải chia làm sao chia đều nhưng mà để cái số stickers còn lại phải là ít nhất at least các bạn ha. Rồi như vậy thì rõ ràng là chúng ta sẽ thực hiện phép toán chia đúng không nào? Rồi có những cái comment của các bạn đây. 128 mình chia 20. Như vậy mình sẽ được là được 6 dư 8. sick with the remainder of 8. Ok, trong cách viết tiếng Anh thì mình sẽ viết dư ở đây là R, remain là dư, còn lại và remainder là số dư. Như hồi nãy chúng ta có ôn tập ở cái phần từ vựng phía đầu buổi buổi ôn tập ngày hôm nay các bạn ha. Rồi như vậy thì chúng ta hoàn toàn trả lời được. Đúng không nào? Nhưng mà cho thầy hỏi một chút xíu nè, số 6 mà chúng ta có là gì vậy ta? Số 6 thương của cái phép chia này chúng ta có là gì các bạn? À, rồi Đúng rồi, có những bạn đã à, Có những bạn nhắn rất rõ ràng ở đây Như vậy chúng ta có 6 chính là Each student gets 6 stickers 6 stickers sẽ là số Số sticker mà Mỗi bạn ở đây nhận được Đó, và 8 sẽ chính là Số stickers dư lại Như vậy kết quả của bài toán này Của câu này là B, A stickers are left Right Ok, rồi, rất nhiều các bạn trả lời đúng. Tuy nhiên cũng sẽ có một số bạn trả lời nhầm thành xấu nè. À, có bạn nhắn số sticker của học sinh khi thầy hỏi xấu là là số gì? Rồi, chính xác. Cảm ơn các bạn. Thấy rất là nhiều comment ở đây. Rồi, nhưng mà nhớ, lưu ý kỹ ha. Một câu hỏi đơn giản nhưng vẫn có người trả lời nhầm thành xấu nha. Có người chọn câu B. Như vậy các bạn nhớ, ở đây đề bài hỏi là số sticker còn thừa lại. Would be left. Đấy, như vậy thì câu đáp án của mình phải là 8 các bạn ha. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu số 2. Nhớ là lưu ý đọc kỹ câu hỏi các bạn nha. Rồi, câu số 2 cho các bạn một chút thời gian đọc đề và suy nghĩ trước khi mình cùng nhau giải quyết ha. Rồi mình đang ở câu hỏi số 2. Các bạn có thể nhắn, rồi một số bạn đã nhắn uh, câu trả lời nhưng mà đừng quên nhắn cho thầy phép toán nữa các bạn nha. Rồi cả phép toán, cả kết quả luôn để mình cùng nhau xem coi là là cái phép toán của mình có chính xác không. Đúng không nào? Nhất là với những câu hỏi yêu cầu các bạn trình bày lời giải, phép toán và kết quả nữa nha. Rồi, OK. Bây giờ mình mình sẽ nhìn nhanh những cái thông tin quan trọng của đề bài. Mình có gì đây? OK. Lang finished reading a book in three days. Thật ra ba ngày ở đây chúng ta không cần gạch chân đúng không? Bởi vì những cái thông tin đó thể sẽ thể hiện rõ phía sau. Chúng ta có gì? Three ten of the book on Monday. Right. And on Tuesday, two fifth of the book. OK. And the rest of the book on Wednesday. Như vậy rõ ràng mình thấy có Monday, 3 tenth, Tuesday, 2 fifth và câu hỏi fraction of the book read on Wednesday. Rồi, như vậy một cái bài toán về phân số đúng không nào? Ôn tập cho chúng ta về phân số. Như vậy, để tính được cái phần còn lại. Ở đây, với bài toán về phân số này, chúng ta không hề biết quyển sách này có bao nhiêu trang. Đúng không nào? Nhưng chúng ta sẽ xem như cả quyển sách là gì các bạn? Cả quyển sách sẽ chính là one whole, right? Ok, cả quyển sách sẽ chính là one whole. Ồ, oh, có những bạn nhắn phép toán rất rõ ràng. Các bạn đã nhắn là 10 phần 10 trừ, hoặc là các bạn nhắn 1 trừ. Thì đó, 1 chính là one whole. Và các bạn quy đồng luôn thì nó sẽ là 10 phần 10. Xem như cả quyển sách là 10 phần 10 one whole. Rồi, như vậy thì vào thứ hai đã đọc 3 phần 10 quyển sách. Vào thứ ba thì đọc 2 phần 5. Như vậy mình lần lượt trừ từng phân số đó. Hoặc mình có thể trừ cho tổng của cái phần đã đọc là 3 phần 10 cộng 2 phần 5 trong ngoặc. Rồi, như vậy thì để thực hiện phép toán trừ phân số này, chúng ta sẽ sẽ cần phải làm gì ha? Các bạn có thể nhắn trong khung comment cho thầy không? Để thực hiện các phép cộng phân số, hay trừ phân số mà khác mẫu nhau thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta sẽ cần phải làm gì nào? Rồi, chúng ta cần phải quy đồng chính xác. Đã có những comment của các bạn ở đây. Chúng ta cần phải quy đồng mẫu số. Thì khi có mẫu số chung chúng ta sẽ cộng trừ tử số đúng không nào? Như vậy thì ở đây 3 phần 10 cộng 2 phần 5 với mẫu số chung là 10. Chúng ta sẽ có là 7 phần 10. Như vậy 1 trừ 7 phần 10. Vậy kết quả sau cùng của chúng ta sẽ là câu câu D. 3 10 of the book. Right? Rồi, cũng một câu khá là đơn giản. Câu này thì các bạn đều trả lời chính xác. À, rồi, có những bạn nhắn từng phép toán rất là cẩn thận ở đây. Very good. Các bạn thể hiện cả phần quy đồng ở đây. Rồi, chính xác các bạn ha. Như vậy, mình lưu ý ở đây một cái điểm nho nhỏ là gì? đối với việc là mình có ví dụ ở đây mình chia là một quyển sách được đọc trong 3 ngày mình có phân số tương ứng với ngày thứ nhất là Monday rồi phân số tương ứng với Tuesday và cần tính phần phân số còn lại vào Wednesday thì mình phải nhớ là cả quyển sách của mình sẽ chính là one whole Đấy, nhớ ha, nó chính là cái số 1 ở trong cái phép toán này các bạn nhé. Như vậy mình sẽ lấy cả quyển sách one whole mình trừ cho như phân số tương ứng với những phần đã đọc thì mình sẽ đưa ra được phân số của phần còn lại và cũng chính là phần được đọc vào Wednesday vào thứ tư. Rồi, câu hỏi số 2 đã hoàn thành. Như vậy bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi số 3, cũng một cái bài toán về phân số các bạn ha. Ok, ở đây có những bạn có nhắn cả lời giải đầy đủ rất là chính xác. Ok. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi số 3. Một chút thời gian cho các bạn đọc và tính toán để có câu trả lời nha. Sau đó chúng ta sẽ cùng sửa với nhau. Rồi, đã có những cái tin nhắn uh, thể hiện các bước tính đầu tiên của các bạn đây. Ok. Rồi, như vậy cùng nhìn nhanh qua phần thông tin chúng ta sẽ có gì? Khanh hát 2 kg of flour. Aha. Ở đây các bạn nhớ lưu ý cái từ bột, mình đọc là flour nha. Nghe cũng giống như là bông hoa vậy đó, chứ không có đọc là floor các bạn ha okay had two kg of flour rồi and then what next use one and five eighths kilogram of flour for cooking và câu hỏi the question how much flour did can have left right các bạn sẽ thấy những cái câu hỏi về phần còn lại phần thừa lại rất là nhiều mình sẽ thấy cách hỏi người ta hay hỏi có chữ left các bạn thấy không rồi như vậy thì ở đây một bài toán cũng khá là đơn giản về về ý nghĩa đúng không nào bây giờ mình có gì 2 kg and then use 1 and 5 8 kg and how much flour left như vậy mình sẽ thực hiện phép toán gì các bạn ta ở đây rồi như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép toán phép toán gì các bạn ha hãy comment nào À, ok. Rồi. Ok, như vậy. Ở đây có những cái comment đầu tiên là các bạn đã đổi cái hỗn số thành phân số. Sau đó các bạn thực hiện phép toán. Yeah, chính xác phép toán trừ. Đúng rồi. Mình có ban đầu là 2 kg là tổng cộng số lượng ban đầu. Và sau khi mình mình sử dụng 1 và 5 phần 8 kg thì để tính phần còn lại, mình sẽ thực hiện phép toán trừ, đúng không nào? Như vậy là mình có 2 trừ cho 1 và 5 phần 8. Ok, rồi. Như vậy thì ở đây các bạn có thể đổi cái hỗn số thành, thành phân số trước khi các bạn thực hiện phép trừ. Sau đó mình thực hiện phép trừ phân số, đúng không nào? Nhưng ở đây thầy có một cái mẹo mà thầy cũng hay nhắc các bạn đó là nếu mình trừ, mình thử xem coi, mình có thể trừ uh, mẹo trước khi mình đổi thành thành phân số không? Đó, ví dụ mình hiểu ở đây là gì? Mình có 2 kg, bây giờ mình trừ đi 1 và 5 phần 8 kg. Thì có phải mình đang có 2 kg nè? Trước tiên mình trừ đi 1 kg, à, mình lấy cái phần nguyên mình trừ trước đi. Như vậy thì 2 kg trừ đi 1 kg thì có phải là mình còn lại 1 kg không nào? Đó, và sau khi có 1 kg này, mình trừ cho 5 phần 8 kg nữa, như vậy thì mình còn lại là gì? 1 trừ 5 phần 8 là giống như 8. Phần 8 trừ 5 phần 8 thì mình còn lại 3 phần 8 kg. Right? So the left, the, the flower that, that are left, 3,8 kg of flower. Right? Rồi. Tuy nhiên, có cái gì đó kỳ kỳ. Kì. Tại sao trong 4 đáp án lại không có 3 phần 8 ta? Bởi vì các bạn nhớ để ý đơn vị ở bốn cái đáp án là gram. Trong khi đó cái mình vừa tính là 3 phần 8 kg, đúng không? Kilogram. Như vậy thì bây giờ mình phải làm một cái phép đổi nho nhỏ. Rồi, như vậy 3 phần 8 kg, các bạn xem như là 3 phần 8 của 1 kg vậy đó. Thì 1 kg là bao nhiêu gram nào? 1 kg là bao nhiêu gram? Các bạn có thể nhắn xem. Đúng rồi, phải đổi ra gram. Phải, phải đổi đơn vị chính xác. Rồi, như vậy thì 1 kg chính là 1.000 gram. Đúng không nào? Như vậy mình sẽ có là 3 phần 8 của 1.000 gram. Uh -huh. 1.000 gram chứ không phải 1.000 kg nha. Nhớ ghi đơn vị chính xác. Một số bạn ghi nhầm thành 1.000 kg kìa. Rồi, như vậy thì 3 phần 8 nhân với 1.000 gram. Uh -huh. Mình có thể lấy 1.000 chia 8 nhân 3 cho nó nhanh. Mình chia 8 trước rồi mình nhân 3 sau. Như vậy mình sẽ có kết quả là 375 grams of flour. So the answer here is B, right? 375 gram. Ok. Rồi, chính xác. Ừm. Ok. Ở đây khi mình thực hiện nhân với phân số thì mình có thể nhân cho tử rồi chia cho mẫu hoặc là chia cho mẫu trước rồi nhân cho tử các bạn ha. Rồi, ở đây thầy cũng thấy hồi nãy một số bạn có phép tính là các bạn đã thể hiện ngay cái phần cái phần đổi đơn vị sang gram ngay từ đầu. Có nghĩa là các bạn đổi luôn 2 kg thành 2000 g. Đó, 1 kg là 1000 g rồi các bạn đổi 5/8 sang gram luôn. Sau đó các bạn mới thực hiện trừ. Rồi, một số bạn mình để ý chút xíu khi mình quan sát mà mình thấy là a, à, bốn đáp án ở đây đều theo gram. Như vậy mình cũng có thể đổi hết sang sang gram trước rồi mình mới thực hiện phép toán với những cái số theo gram. Được không nào? Đó, mình có thể nhớ đối với những câu trắc nghiệm mình đọc xong đề bài, mình lướt nhanh qua bốn cái đáp án để mình xem có cái điểm gì đặc biệt không các bạn ha. Ok, rồi đó là câu trả lời cho câu hỏi số 3, rất nhiều câu trả lời chính xác của các bạn ở phần comment đây. Ok, now we're gonna move to question 4. Rồi một chút thời gian cũng lại một vài bài toán về phân số. Chúng ta sẽ quan sát rồi sau đó cho thử câu trả lời, nhớ là cả phép toán nữa các bạn nha. Rồi, thầy đã thấy rất nhiều câu trả lời của các bạn đây. Nhưng mà có bạn thì chọn A, có bạn thì chọn B, có bạn lại chọn D. Oh, khá nhiều câu trả lời khác nhau ở đây các bạn ha. Rồi như vậy thì mình thử ghi lại phép toán xem nào. Rồi, các bạn có nhắn câu, cái phép toán ở đây đây. Mm -hmm. Ok, so in here. What do we have? nhìn qua một vài thông tin quan trọng nào. Như vậy mình sẽ có là gì? Made to make 12 pancakes, right? So 12 pancakes are made. A two-third of the pancakes and gave one-sixth of the pancakes to Yang. So the question is, how many pancakes were left? Right. Chúng ta lại thấy cái từ left đúng không nào? Như vậy là một câu hỏi về phần còn lại. À, nhưng ở đây thay vì là chỉ đơn giản là tính theo phân số thì chúng ta sẽ tính ra luôn số pancakes các bạn ha. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Các bạn thử suy nghĩ câu trả lời nào. Như vậy thì ở đây mình sẽ thấy mình có 12, right? 12 cái pancakes. Sau đó ăn mất two third of the pancakes và cho đi one sixth of the pancakes. Và cái chúng ta cần tính chính là how many pancakes were left. Cái phần còn lại ở đây. Rồi, vậy thì các bạn có thể quan sát chúng ta sẽ có những cái cách làm nào. Thử nghĩ về cách làm thứ hai nếu các bạn đã có một cái kết quả xem nào. Rồi, ok. Như vậy thì ở đây thầy thấy các bạn thực hiện một cái phép toán à các bạn à để xem kết, kết quả của các bạn xem nha như vậy hầu hết các bạn đều thực hiện cái cách làm như sau ha là các bạn sẽ tính xem cái số pancakes đã ăn và đã cho đi là bao nhiêu các bạn thì tính gợp các bạn thì tính lẻ từng cái đó rồi như vậy ở đây thì thầy sẽ tính từng cái số pancakes mà đã ăn rồi đã cho đi Đầu tiên là he ate two third of the pancakes. Rồi các bạn để ý nè. Ăn 2 phần 3. 2 phần 3 của cái số pancakes of. Đây cũng là một cái mẹo thầy hay nhắc các bạn. 2 phần 3 của cái gì đó. Thì khi mình thấy of của cái gì đó. Thì thật ra đối với phân số mình sẽ xem nó như là phân số của một số gì đó. Fraction of an amount. Tức là mình thực hiện phép toán gì? Phép toán gì? Nhân 2 phần 3 cái số pancake. Như vậy thầy sẽ tính 2 phần 3 của, của 12. Vậy mình lấy 12 nhân 2 phần 3. Mình sẽ ra được số pancake đã ăn là, là 8 cái. Chính xác. Rồi, sau đó mình tính tiếp tục. The number of pancakes he gave Giang. Right. Như vậy cho Giang 1 phần 6 1/6 of the pancakes, như vậy cũng sẽ là 12 nhân 1/6, chúng ta sẽ có là 2, right, two pancakes. Vậy đi phần còn lại đơn giản là gì? Lấy tổng ban đầu 12 trừ cho 8 rồi trừ cho 2, mình sẽ còn lại two pancakes are left. Như vậy kết quả của mình sẽ là câu câu D các bạn ha. Ok, rồi như vậy đây là cách làm của hầu hết các bạn đây đó có một số bạn thì thực hiện là có một số bạn thì gộp lại thành một phép toán chung luôn à, các bạn thì cũng thực hiện phép toán giống thầy rồi ok nhưng hầu hết là các bạn đều tính gì tính số pancakes đã ăn và đã cho sau đó trừ đi đúng không nào sau đó trừ đi thì mới ra số pancakes còn lại tuy nhiên thầy có một câu hỏi bây giờ các bạn thử suy nghĩ một cách cách làm thứ hai nha chúng ta cùng thử suy nghĩ một cái cách làm thứ hai thay vì tính cái số pancakes đã ăn thay vì tính cái số pancakes đã cho đi bây giờ các bạn thử tìm giúp thầy cái phân số của số pancakes mà còn lại không đó mình sẽ giống giống một cái câu hỏi hồi nãy mình đã làm mình xem như tổng số pancakes ban đầu là one whole đó là one whole như vậy thì mình tính cái phân số với số pancakes mà còn lại. Cái số pancakes còn lại sẽ chiếm bao nhiêu phần so với số pancakes ban đầu. Rồi, à, bây giờ đã có những bạn nhắn phép toán rất là nhanh, chính xác. Số pancakes còn lại sẽ chiếm bao nhiêu phần so với ban đầu? À, 1 phần 6. Có phải là chúng ta sẽ lấy one whole Đấy, 1 là coi như tổng số pancakes ban đầu là 1 whole. Trừ cho 2 phần 3 đã ăn. Trừ cho 1 phần 6 đã cho đi. Đó, hay cái cách khác ta trừ cho tổng của 2 phần 3 và 1 phần 6. Như vậy thì tương tự các bạn sẽ có 1 trừ 5 phần 6 và phần còn lại là one sixth of the pancakes. Như vậy có phải với cách làm thứ hai này, chúng ta không tính số pancakes đã ăn và đã cho, mà chúng ta tính luôn cái phân số với số pancakes còn lại. Vậy thì chúng ta có còn lại one sixth of the pancakes. Còn lại 1 phần 6 so với lúc đầu. Như vậy, 12 nhân 1 phần 6 dễ dàng tính được. Chúng ta còn lại two pancakes, đúng không nào? Rồi, chính xác các bạn ha. Như vậy, lưu ý là mình có thể thực hiện bằng hai cách tính khác nhau, được không? Đối với cái cách tính xui như thế này đối với bài toán tìm phân số của một số này chúng ta có thể có hai cách làm khác nhau rồi ok như vậy vừa rồi là chúng ta đã qua một vài câu hỏi về phần phân số rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem câu hỏi tiếp theo ha câu hỏi hơi dài các đáp án cũng hơi dài đúng không nào như vậy cho các bạn một chút thời gian mình đọc mình thử suy nghĩ cách làm và thử tính toán tìm câu trả lời xem ha ok Rồi, đã thấy một số câu trả lời của các bạn ở đây. Ừ, có bạn chọn câu B, câu D, câu A, câu C. Ồ, chọn đủ 4 câu luôn. ABCD à, B, C, D có hết luôn. Rồi, như vậy thử xem đâu mới là câu trả lời chính xác. <laughs> ở đây là chưa gì là có cả 4 đáp án A, B, C, D luôn rồi. Phải là tính toán nhanh quá mà chưa chính xác không? OK, nhưng mà câu này hình như có vẻ là uh, mới thấy các bạn nhắn toàn là câu trả lời ABCD thôi chứ chưa thấy các bạn có thể hiện phép toán đúng không nào. Thật ra ở đây đây là một cái câu trắc nghiệm các bạn hoàn toàn có thể dựa vào bốn cái đáp án mình tính ra thử và mình sẽ xem coi cái đáp án nào phù hợp các bạn ha rồi tuy nhiên thầy sẽ sửa một cái cách làm mà chúng ta nếu không có bốn đáp án trắc nghiệm mà ví dụ đây là một câu short answer đi điền vào chỗ trống đi hoặc là một câu mà yêu cầu trình bày tính toán luôn thì các bạn sẽ làm như thế nào để mình có thể tìm được cái đáp án chính xác đó mà không phải thử bốn đáp án rồi để mình ôn tập một chút xíu về dạng toán này à, vừa mới nói là đã có các bạn có cái phép toán ví dụ như các bạn trần gia hưng trần gia hưng à, phép toán rất là rõ ràng rồi, để chứng minh cho cái kết quả của mình. Ok, cũng có bạn Nguyễn Mai Anh đây. Rồi, tuy nhiên cái phép toán có vẻ khác khác. Như vậy thật ra là các bạn nhớ để ý kỹ câu hỏi các bạn ha. Rồi, như vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau à, xem cái đề. Rồi, Ồ oh, như vậy các bạn chọn câu 180. Các bạn tính ra 180 rulers với 180 pencils cũng khá nhiều. À, tuy nhiên. Tuy nhiên, bây giờ mình xem kỹ câu hỏi ok, mình có những thông tin gì đây? Now, rulers are sold in package of, packages of 10. Okay, rulers are sold in packages of 10. Pencils are sold in packages of 18. Okay? And same number of each item. Mr. Ten wants to buy the same number of each item. Như vậy, nếu mình nhìn vào những cái thông tin này thì mình thấy, ô oh, cái số 180 quá là hợp lý đúng không nào? Tuy nhiên ha, đã có bạn phát hiện ra, đúng rồi. Đọc kỹ câu hỏi thì có gì? Có cái là, at least, how many packages of each item does Mr. Thịnh need to buy? Có bạn đã nhắn trong khung chat, đúng rồi, mình phải để ý kỹ là, đề bài hỏi là, có at least, right? Có nghĩa là mình phải mua cái số lượng túi ít nhất của mỗi loại để đạt được cái yêu cầu này. Thì nếu các bạn chọn đáp án A, mình sẽ thấy là A như vậy 18 x 10 là 180 cái rulers. 10 x 18, 180 cái pencils. Hợp lý mà, cùng số lượng của mỗi loại đúng không? Tuy nhiên đó có phải là at least chưa? Right. Như vậy phải chú ý kỹ chỗ này một chút. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau làm ha vậy nếu ví dụ không có cả bốn đáp án trắc nghiệm này đi hoặc là mình phải điền cái con số vào từng cái chỗ trống đó như vậy thì các bạn sẽ phải làm như thế nào thì chúng ta cùng nhau uh, cùng nhau xem ở đây như vậy ở đây có một cái là mình không thể nào mua lẻ cái số rulers với lại pencils không thể mua lẻ cái số thước ví dụ một cái hai cái ba cái không phải muốn mua số lượng nào lẻ là mua được hết mà bởi vì sao thước được bán theo gói 10, tức là được đóng theo quy cách là 10 cây thước trong một gói. Có nghĩa là mỗi lần mua là các bạn phải mua cả một gói 10 cây thước đó. Rồi, và tương tự thì bút chì cũng phải mua một gói là 18 cây bút chì. Đó, giống như mình gọi là mua sỉ gì đó. Vậy thì, vậy thì mình sẽ mua làm sao để cho hai cái số lượng này bằng nhau. Nhưng mà cái số lượng mua phải là ít nhất. Đúng không nào? At least. Như vậy thì chúng ta sẽ xem coi. Vậy thì, nếu mình mua thước mà mỗi lần mua 10 cái thì số lượng có thể là số nào? Các bạn nhắn cho thầy câu trả lời xem. Số lượng thước mà mình mua á đó, đương nhiên không thể là một cái, 2 cái, ba cái mà đầu tiên mua một túi là thấy 10 cái rồi. Vậy thì mua 2 túi, 3 túi, 4 túi thì sẽ là những số nào? Các bạn có thể nhắn cho thầy không? Mình sẽ liệt kê ra. Đó. Và sau đó tương tự, mình cũng liệt kê ra số pencil, số bút chì mình mua nó sẽ là những con số nào tương ứng với 1 túi, 2 túi, 3 túi. À như vậy ở đây với số thước đã có các bạn nhắn đây đúng rồi, mình có thể là 10 nè, 20, 30, 40, 50 đúng không nào? À. Rồi các bạn nhắn luôn là nhân 10 chính xác. Đó, 1 túi là 10 cái, 2 túi 20 cái, 3 túi 30 cái, 4 túi 40 cái. Như vậy mình sẽ liệt kê và sau đó mình sẽ tìm coi cái số nào mà cả hai cái lượng rulers và pencils này theo đều giống nhau. Nhưng mà bây giờ thầy viết trước năm số của rulers thôi. Đó, sau đó thầy mới viết của pencil xem sao ha. Như vậy pencil thì một túi là 18 cây. À sorry, đúng rồi đúng rồi, một túi là 18 cây bút chì. Hai túi là 36 cây, ba túi là 54 cây, bốn túi là 72 cây. À, nhưng mà tiếc quá bây giờ mình vẫn chưa thấy cái số lượng nào giống nhau. Vậy có nghĩa là mình sẽ tiếp tục liệt kê thử xem right. Như vậy rulers Mình có thể liệt kê tiếp gì ta 60, 70, 80, 90, 100 Đúng không nào Còn Còn số pencils Thì mình liệt kê là gì 18, 36, 54, 72 What next 90, 108 So on uh, 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 uh. But now What can you see chúng ta thấy gì ở đây rồi nào? Các bạn có thấy đã có số giống nhau chưa? Đúng rồi, the same number is 90. <laughs> Như vậy chúng ta sẽ thấy cái số đầu tiên mà cái lượng rulers, cái lượng thước và cái lượng bút chì đạt đến giống nhau chính là 90. Đâu phải 180 đâu đúng không? Vậy thì 90 là cái số nhỏ nhất mà cả hai cùng có thể mua giống nhau. Vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy at least là cần mua 90 cây thước và 90 cây bút chì, ít nhất là 90 của cả mỗi loại, của cả hai loại mỗi loại 90. Vậy thì bây giờ đáp án là gì ta? À, mình phải coi ngược lại coi là bao nhiêu túi đúng không nào? Rồi như vậy với 90 cây thước thì 90 chia 10 là 9 túi thước. Còn còn số bút chì 90 chia 18 thành 5 túi. Right. Ok. Như vậy thì cái đáp án chính xác là 90 mỗi loại. Và tương ứng mình sẽ có là 9 packages of rulers and 5 packages of pencils. Ok. 9 packages of rulers and 5 packages of pencils. Như vậy là một số bạn mà chọn nhầm câu C là cũng cũng chưa có để ý kỹ, không đọc kỹ cái đáp án nha. Có nghĩa là cũng tính ra 90 rồi đó mà mà chọn lộn giữa rulers, lộn số lượng giữa rulers với pencils ha. Rồi, trắc nghiệm là vậy chứ tới khi trình bày cũng rất nhiều bạn dễ nhầm lẫn nha. Cho nên, nhắc luôn các bạn khi mình làm bài, tính toán xong nhớ kiểm tra lại. Rồi, vậy thì ở đây nhắc thử, mình có thể thử lại bằng cách nào các bạn? Như vậy bây giờ mình ngồi mình làm lại cái bài đó hả? Hay là mình thử sao cho nó nhanh? Thì mình có thể thấy nếu mình có 9 túi thước đúng không nào? Rồi các bạn cùng nhìn ở đây, mình có 9 túi thước. Như vậy thì thầy sẽ lấy 9 nhân với lại cái số thước trong mỗi túi là gì? Là 10 đúng không? Như vậy 9 nhân 10 là mình có ngay là 90, right. Ok, ở đây mình sẽ có 9 nhân 10 là mình có ngay 90 cái rulers. Rồi. Còn bên này pencils sẽ là nhiêu? 5 nhân 18 mình sẽ tính ra ngay là 90 pencil. Như vậy mình thấy số lượng giống nhau không? Giống nhau. Đấy, như vậy chính xác rồi. Ok cho nên các bạn nhớ mình kiểm tra kỹ kết quả của mình nữa các bạn ha. Rồi đừng có chủ quan uh, chọn xong rồi cái uh, thôi dễ mà đừng kiểm tra. Đấy, right, có thời gian mình sẽ cố gắng kiểm tra kỹ từng câu trả lời của mình các bạn nhé Ok, so that is the answer for question 5. Rồi. Ok. Uh -huh. Rồi như vậy các bạn đã chọn câu D, chúc mừng những bạn đã chọn câu D chính xác. Còn những bạn hồi nãy mình chọn nhầm là mình nhớ để ý kỹ ha, tại sao mình chọn nhầm? Nó vậy là có khi trắc nghiệm có cái đáp án A B là cũng lừa được các bạn đó, là các bạn tính ra 180 thấy đúng quá, nhưng đó không phải là số nhỏ nhất. Đó. Ok, then we move to the next question everyone. Rồi, question 6. Ok. Một cái bài toán nhỏ nhỏ về quy luật Rồi các bạn đọc đề nhanh ha Sau đó thầy sẽ... à, Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau làm nha Nhưng mà bây giờ mình đọc đề nhanh trước Rồi thử xem những cái thông tin quan trọng Đề bài có là gì đó. Các bạn nhớ khi mình ôn tập Mình có thể chuẩn bị giấy nhát Để mình ghi chú và tính toán đó. Có những bài có thể tính toán Nó sẽ phức tạp hơn các bạn ha Rồi ở đây mình sẽ cùng nhau làm 10 câu hỏi thôi các bạn ha Về các chủ đề khác nhau Đấy. Right. Chúng ta cũng sẽ có câu dài nhưng mà cũng có những câu rất đơn giản Ok, hiện tại là chúng ta đang ở câu số 6 các bạn nhé. Rồi. đã có bạn có câu trả lời cho cho bài toán này luôn rồi đây là một bài toán không có trách nghiệm ha là mình phải tự tính ra tìm ra câu trả lời nha rồi các bạn đã nhắn 84 ok 22 ok nhớ đọc kỹ câu hỏi các bạn nhé nhớ đọc kỹ câu hỏi ok 88 44 uh -huh. rồi 84, 132. Ok, như vậy thì bây giờ đã có những câu trả lời và thầy thấy là các bạn cũng đã có thực hiện tính toán. À, có bạn có để phép toán 43 chia 4 bằng 11 dư 1. Ok. Nhưng mà 4, 43 chia 4 mà sao 11 dư 1 có phải chia hơi nhầm không? lai xem nào, lai xem nào. Rồi, như vậy bây giờ mình sẽ cùng nhau xem các thông tin đề bài có các bạn ha. Okay, so in here we have 43 students, right? 43 students are forming a queue to receive new name tags. From the top of the queue, the students start counting 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Uh -huh. They start counting 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 and so on. each student with an odd number receives four white tags. Uh -huh. Why the others each receive four blue tags? Uh -huh. Okay, and the question, how many blue tags are given in total, right? Okay, như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái tình huống bài toán là gì các bạn thử tưởng tượng xem. Vậy mình sẽ có 43 học sinh xếp hàng đúng không nào? Và những bạn này sẽ có một cái mã số lần lượt đọc là gì? 1 2 3 4. Rồi như vậy bạn tiếp theo sẽ quay trở lại đọc 1 rồi lại 2 3 4. Rồi tiếp theo cũng sẽ là 1 2 3 4. Rồi như vậy mỗi bạn có một cái mã số đúng không nào? Và tương ứng với cái mã số sẽ là tương ứng với lại cái cái màu của cái name tag mà các bạn nhận được. An odd number receives four Y tag. Như vậy là những bạn mà có số gì? Odd number là số gì các bạn? Cùng nhắn trong khung comment cho thầy xem. Odd number là số gì các bạn? Odd number là Odd number à ha, odd number là số lẻ đúng không nào? Ok. Rồi, như vậy thì những bạn có số lẻ sẽ nhận được là Y tax, right? Ok, những bạn có số lẻ sẽ nhận được Y tax. Vậy thì những bạn có số gì sẽ nhận được blue tax? Blue tax, cái nem tax đó. Những bạn có số gì sẽ nhận được cái name tax? Blue. Ok. Những bạn còn lại chính là những bạn có số chẵn sẽ nhận được cái blue tax đúng không nào? Rồi và câu hỏi How many blue tags are given to the students in total? Như vậy thì có phải mình sẽ tính tổng cái số blue tags blue tags mà gửi cho các bạn à, mà các bạn này nhận được. Ok, rồi. Như vậy thì mình sẽ thấy đây là một bài toán mà mình đâu có phải mình ngồi mình viết hết 43 bạn ra đúng không nào? Như vậy mình sẽ xem ồ oh, các bạn đã nhắn even number số chẵn. Very good. Như vậy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta không thể nào ngồi mà viết ra hết. Right? Nhưng mà một cái cách làm là chúng ta sẽ tìm xem những người nào được nhận white tag, những người nào được nhận blue tag, bao nhiêu người như vậy và sau đó chúng ta sẽ nhân lên đúng không? Như vậy thì mình sẽ thấy 43 người này sẽ theo quy luật là 1 2 3 4. Như vậy mình coi như xếp vào nhóm thì một nhóm của mình có bao nhiêu học sinh các bạn? Một nhóm của mình có 4 học sinh. Rồi, ok, như vậy bây giờ thấy nhiều các bạn có câu trả lời đúng hơn rồi nè. Đó. Như vậy cứ 4 học sinh trong một nhóm đi. Như vậy thì 43 học sinh này chúng ta sẽ xem coi 43 học sinh này chia được làm bao nhiêu nhóm. Thì từ đó mình sẽ đếm được có bao nhiêu bạn số 1, bao nhiêu bạn số 2, bao nhiêu bạn số 3 và bao nhiêu bạn số 4 đúng không nào? Như vậy 43 chia 4, rồi, chúng ta sẽ được 10 dư 3. À hả, 43 chia 4 được 10 dư 3 Như vậy Chúng ta xem như là chúng ta có 10 gì 10 nhóm Và chúng ta dư lại 3 bạn học sinh Và 3 bạn học sinh đó lần lượt là số nào Comment cho thầy liên 3 bạn học sinh đó lần lượt là những số nào nào các bạn À 10 nhóm dư 3 Chính xác rồi Vậy 3 bạn dư đó lần lượt là Chính xác 1 2 và 3. Tức là ba bạn dư đó không có đủ thành một nhóm. Nhưng mà vẫn tiếp tục đếm 1, 2, 3. Rồi, như vậy thì bây giờ một cái cách đơn giản mình có thể làm là mình tính ra xem có bao nhiêu bạn số 1, bao nhiêu bạn số 2, bao nhiêu bạn số 3, bao nhiêu bạn số 4. Rõ ràng luôn. Như vậy thì bây giờ mình sẽ xem bao nhiêu bạn số 1. Các bạn nhớ 10 nhóm có nghĩa là mình có đủ trong mỗi nhóm đều có đủ 4 số 1, 2, 3, 4 các bạn ha. Như vậy có bao nhiêu bạn số 1? Chúng ta sẽ có 10 nhóm là có 10 bạn. Nhưng đừng quên ba bạn dư có một bạn số 1 nữa nha. Như vậy là có 11 bạn số 1 lận. Các bạn phải nhớ 10 nhóm tức là 10 bạn số 1 rồi. Sau đó các bạn dư có một bạn số 1 nữa. Như vậy mình có 11 bạn số 1. Tiếp tục. Số 2, bao nhiêu bạn số 2 nhắn cho thầy luôn nào? Số 2, ồ ờ, các bạn biết trước thầy hỏi số 2 luôn nên nhắn luôn. 2 là 11 luôn. Ok. Rồi như vậy số 2 mình có cũng là 11. Vì sao? 10 nhóm, tức là có 10 người số 2 rồi. Rồi nhìn vô số cái học sinh dư lại có thêm một bạn số 2 đúng không nào? Như vậy là chúng ta sẽ thấy ngay 11 học sinh rồi, tiếp tục số 3 mình có bao nhiêu students? How many students with number 3? Ok, như vậy số 3 mình cũng có 11 đúng không nào? Bởi vì 10 nhóm cũng là 10 bạn số 3 và số học sinh dư cũng có một bạn số 3 nữa. Như vậy có 11. Rồi, vậy còn số 4? À, rồi các bạn nhắn liền luôn. Rồi, các bạn khác, như vậy có bao nhiêu bạn số 4 ở đây? Ừ, chúng ta chỉ có 10 bạn số 4 thôi. Vì sao? 10 nhóm này, chúng ta có 10 nhóm đúng không các bạn? Thì 10 nhóm này là có 10 bạn số 4 ở đây. Tuy nhiên, những bạn dư không có bạn nào số 4 hết. Đúng giờ Những bạn dư hồi nãy là chỉ có một bạn số 1, một bạn số 2 với một bạn số 3 thôi. Vậy thì số 4 chỉ có 10 bạn thôi các bạn ha. Rồi, vậy thì bây giờ quay lại. Những bạn nào sẽ được nhận Blue Tax? Blue Tax, bao nhiêu bạn? Đó là những bạn số gì? Những bạn số chẵn đúng không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có 11 bạn số 2 là số chẵn và 10 bạn số 4 cũng là số chẵn. À đúng rồi, Đó chính là những bạn số 2 và số 4. Như vậy là bao nhiêu bạn ở đây? Như vậy là 11 bạn số 2 và 10 bạn số 4 là mình có 11 cộng 10 là 21 người đúng không nào? Rồi. Nhưng đáp án đâu phải là 21 bởi vì mình đang cần tính số cái cái nem tác số cái nem tác màu xanh mà mỗi bạn này được nhận bốn cái nem thác màu xanh. Như vậy thì mình phải nhân 4. Vậy thì kết quả chính xác của chúng ta sẽ là 84 blue tags Right. Ok. Rồi, như vậy đáp án chính xác sẽ là 84. Có những bạn ngay từ đầu đã có cái đáp án chính xác này. Rồi. Ok, như vậy các bạn lưu ý ha. Vậy thì giả bộ hỏi thêm. Nếu mà là white tags thì bao nhiêu ta? thử nhắn coi các bạn hiểu uh, hiểu cái cách làm này không? Vậy y tax thì bao nhiêu các bạn? Thử xem. Uh -huh. Như vậy số cây nem thác màu xanh sẽ là 84 cái, đúng không? Rồi, chính xác còn số y tax sẽ là 88 đúng rồi. Tại vì số y tax có phải là bạn số 1 là 11 bạn nè. Đây, thầy gạch chân đây, bạn số 1, 11 bạn. Bạn số 3, số lẻ cũng 11 bạn. Như vậy là có 22 bạn số lẻ đúng không? 22 x 4 bằng 88, đúng rồi. Cái đó là với số nem tax màu, màu trắng các bạn ha. Ok, so that is the answer for question 6. Câu này hơi dài. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo. Nhanh chóng sang câu tiếp theo. How many triangles are there in the following picture? OK. Câu này có vẻ là quen thuộc với các bạn đúng không nào? Chúng ta đã từng gặp ở đâu đó rồi. Thì ở đây thầy sẽ ôm lại nhanh cho các bạn một cách để mình có thể đếm những cái hình này. Rồi thầy cũng hay nhắc các bạn là gì? Mình mà ngồi đếm tới mười mấy, hai mấy liên tục á, cái lỡ đang làm bài cái xong thầy cô nhắc. Còn 10 phút nữa hết giờ cái quên mất đếm tới bao nhiêu luôn. Nhất là mấy bạn đếm tới 15, 16, 17. Số bự á, xong rồi ai nhắc cái gì cái cái tự nhiên quên mất tiêu. Nghe giờ hết giờ làm bài hết hồn. Cứ quên là đang đếm tới đâu, đang đếm bên trái hay bên phải. Cho nên chúng ta sẽ đếm như thế nào? Chúng ta có thể chia nhỏ ra để đếm. Và mình đếm đến đâu thì mình sẽ ghi xuống theo từng nhóm. Sau đó mình cộng lại. Thì lúc đó cái kết quả của mình nó sẽ chính xác hơn là thay vì các bạn đếm liên tục mười mấy hai mấy hình đúng không nào ok như vậy thì ở đây có các bạn đã có câu trả lời đây mười lăm mười bốn chín rồi có bạn nhắn luôn cách làm là đếm theo một hai ba bốn năm miếng đúng rồi như vậy thì ở đây thầy giới thiệu các bạn một cách mình có thể áp dụng để mình đếm hình tam giác hình tròn à, uh, sorry hình tam giác hình vuông hình chữ nhật đó đúng không là mình đếm theo số miếng như vậy thì mình sẽ gọi tên đi ha. Ở đây để cho các bạn dễ quan sát thầy sẽ gọi tên các miếng này lần lượt là là A này, B này, C rồi ở dưới thì có D, E, F. Đó. Như vậy mình có 6 miếng. Vậy thì tương tự như các bạn đã gợi ý, thầy sẽ đếm những cái hình tam giác mà có một miếng. Ok, one piece triangles. Những cái tam giác mà ghép từ một miếng. Rồi, các bạn trả lời liền rất nhanh luôn, 6. Thầy có 6 miếng. Nhưng mà có 6 miếng này có phải đều là hình tam giác không ta? Rồi, lúc vậy là có một số bạn là trả lời nhanh lắm, 6 mà quên mất là đâu phải tất cả các miếng này đều là hình tam giác đúng không nào? Như vậy mình sẽ có những miếng nào là hình tam giác, thầy sẽ ghi ra thử ha. Rồi, A nè. B nè. C nè. D nè. Y có phải không? Nè. Nah. That's a quadrilateral, right? một cái hình tứ giác. F? Nè. Nah. Ok, như vậy là ABCD các bạn đã nhắn ở đây như vậy là chúng ta có bốn hình đúng rồi. E và F không phải hình tam giác như vậy chúng ta có bốn hình đừng quên đi nha các bạn đếm ABC mà quên mất hàng dưới có đi nữa đó như vậy những tam giác ghép từ một miếng mình có bốn hình tiếp tục two piece triangles, những cái tam giác được ghép từ hai miếng. Ở đây thì thầy cũng nhắc, ví dụ mình ghép như vậy, hai miếng thì mình nhớ do những cái này sắp xếp trên dưới rồi trái phải lộn xộn. Thì ví dụ ghép hai miếng thì mình có thể ghép hết theo hàng ngang trước. Đếm những cái tam giác mà gồm hai miếng được ghép theo hàng ngang. Rồi, sau đó đếm những cái tam giác được ghép hai miếng theo hàng dọc. Rồi, ví dụ như ở đây ha, các bạn thử quan sát nè thầy sẽ đếm những cái tam giác ghép hai miếng theo hàng dọc trước. Ví dụ thầy sẽ ghép A với D. Rồi, chính là cái tam giác mà có đường viền màu đỏ đó các bạn. Ok, như vậy các bạn thử đếm xem có bao nhiêu. À, rồi. Rồi có nhiều bạn đã nhắn 6 ở đây. Ok. Như vậy là A với D là 1 đúng không nào? Tiếp tục B với E là 2. C với F là là 3 đó các bạn thấy có một cái quy tắc là thầy cứ ghép hai miếng dọc trước đếm hết hàng dọc xong thầy mới ghép tới hàng ngang rồi bây giờ hàng ngang thì ngang phía trên thầy có a với b rồi gì nữa b với c rồi hàng ngang trên hết hàng ngang dưới d với e rồi e với f nữa không không có e với f ha như vậy là chúng ta sẽ có sáu Sáu hình tam giác được ghép từ hai miếng, chính xác. À các bạn ghi 3 và 3 là ba cái ghép hàng dọc với ba cái ghép hàng ngang phải không nào? Như vậy là có sáu hình tam giác được ghép từ hai miếng. Rồi, vậy thì ba miếng ba miếng sẽ có bao nhiêu? Các bạn nhắn cho hai câu trả lời xem. Ba miếng mình sẽ có bao nhiêu ta? Rồi. Ok, ba miếng mình sẽ có là hai ok chính xác các bạn ha đúng rồi các bạn đã liệt kê giúp thầy luôn chính là ba miếng hàng ngang đầu tiên abc rồi một hình def một hình nữa như vậy mình có hai tam giác đúng không nào và đương nhiên không thể nào có ghép hai miếng trên một miếng dưới hay là một hai miếng dưới một miếng trên được đúng không ba miếng là chỉ có ba miếng cùng một hàng thôi đúng không nào rồi vậy thì sau 3 miếng thì đến bốn miếng. Như vậy bốn miếng mình có bao nhiêu lại tiếp tục nhắn cho thầy xem các bạn. Bốn miếng mình sẽ có là đúng rồi, lại có 2. Rồi xem thử ha. A B D E bốn miếng bên tay trái, hai trên hai dưới ghép lại thành một cái hình tam giác với đường viền màu đỏ các bạn cùng thấy đúng không nào. Rồi và bốn miếng bên tay phải b C, e, F đúng không như vậy mình sẽ có là hai hai tam giác mỗi tam giác được ghép từ bốn miếng đó rồi vậy thì bây giờ bốn miếng xong tí năm miếng năm miếng mình có bao nhiêu tam giác được ghép từ năm miếng à, có bạn đã nhắn liền rồi nhưng năm thì thì không đúng không nào năm miếng thì không thể nào ghép ở đây vậy thì cuối cùng sẽ là à, không 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 quá trời số 0 luôn rồi như vậy thì cuối cùng sẽ là sáu miếng hay ở đây sáu miếng cũng chính là cái hình bự nhất thầy có thể gọi là the whole triangle uh -huh. như vậy the whole triangle mình có một hình thôi là cái hình bự nhất nó cũng là hình tam giác rồi vậy thì đến đây mình chỉ cần thực hiện phép toán cộng Chúng ta sẽ cộng tất cả lại. Có phải các bạn thấy nãy giờ ở từng trường hợp cái số lượng mỗi trường hợp là nhỏ đúng không? Và thầy ghi vào chứ thầy không có đếm tới mười mấy lần. Rồi, mình chia nhỏ ra có một cái hệ thống mình đếm nó sẽ theo quy luật nè, đảm bảo không bị thừa, không bị thiếu. Đúng không? Không bị sót mà cũng không bị dư. Đó, sau đó không bị quên. Nhất là khi mình đếm qua mười mấy, hai mấy quá nhiều mình quên mất. Cho nên là mình ghi ra rồi mình cộng lại. Vậy thì đáp án cuối cùng mình sẽ có là 15 triangles. Ok, vậy đáp án cuối cùng chúng ta có là 15 hình tam giác các bạn ha. Vậy thì ở đây, với bài toán này là để ôn tập nhanh các bạn về cái dạng toán đếm hình. Thì các bạn nhớ là ví dụ đếm hình vuông hay hình chữ nhật thì mình cũng có thể áp dụng theo phương pháp là mình đếm có hệ thống. Ví dụ mình đếm những cái hình vuông một miếng hay là hai miếng nếu có hình vuông còn không thì bốn hình vuông nhỏ ghép thành một hình vuông lớn chẳng hạn đó thế là mình theo cái kích thước một x một hai x hai ba x ba chẳng hạn rồi còn hình chữ nhật thì cũng vậy mình có thể đếm theo số miếng rồi ghép hàng ngang ghép hàng dọc nhớ nha nhất là cái hình chữ nhật là vừa có ghép hàng ngang rồi ghép hàng dọc nó cũng ra hình chữ nhật ghép hàng ngang cũng ra hình chữ nhật nữa cơ cho nên là nhớ chú ý với dạng toán đếm hình rồi ok như vậy xong câu số 7 rồi OK, câu số 8 nào. Rồi với ba câu cuối cùng cũng khá đơn giản và nhanh chóng thôi. Chúng ta sẽ ôm một chút về thời gian. Uh -huh. Chúng ta sẽ ôm nhanh một chút về thời gian năm nhuận nè. Đó. Xong rồi tính thứ của một cái ngày nào đó dựa trên ngày cho trước. Vậy giờ trước tiên đếm cho thầy xem có bao nhiêu năm nhuận leap year. How many leap years are there from 1880 to 1900? Always say 1900, right? Từ năm 1880 đến năm 1900 chúng ta sẽ có bao nhiêu năm nhuận? Ồ các bạn đếm nhanh vậy ta, đã có các bạn nhắn cho câu trả lời rồi. Có bạn trả lời 5. Uh -huh. Có bạn trả lời 4. Ừm uh -huh. Ok, thử xem có bao nhiêu năm. Các bạn nào trả lời 6 không? Ok, các bạn trả lời 2 thôi hả? Ừ. 2 là chắc là về ít rồi. Thử đếm lại, kiểm tra lại. Các bạn có thể liệt kê ra thử ha. Rồi. Ok. Ở đây thì thầy gợi ý là với số lượng nhỏ các bạn có thể Liệt kê ra để mình đếm một cách chính xác nhất chẳng hạn. Rồi. Ok, như vậy có bao nhiêu năm nhuận ở đây? Rồi, vậy thì giờ hỏi các bạn thử xem nè. Năm nhuận đầu tiên trong cái list này sẽ là năm nào? Và làm sao các bạn biết nó là năm nhuận vậy? Tại sao các bạn biết nó là năm nhuận? Nhắn cho thầy cái lý do nữa xem. Uh -huh. Rồi, năm nhuận đầu tiên trong list này là 1880 hay 1884? Năm nào năm nào? Năm nào là năm đầu tiên? Chia hết cho 4 là lý do đúng không? Chính xác. Như vậy năm đầu tiên các bạn đừng quên 1880 nha. Năm này đã là năm nhuận rồi. Ok. 1880. Chúng ta có thể nhớ một chút xíu về dấu hiệu chia hết cho 4. Các bạn kiểm tra hai chữ số cuối cùng. Ở đây, chúng ta kiểm tra hai chữ số cuối cùng. Thì cái số được tạo bởi hai chữ số này, nếu chia hết cho 4 thì cái số ban đầu cũng chia hết cho 4. Ví dụ ở đây hai chữ số cuối cùng là 80, tức là số 80. 80 chia hết cho 4 thì 1880 sẽ chia hết cho 4. Rồi. Nhưng mà nhớ một chút, cái quy luật này nhớ là mình áp dụng khi cái năm này đang là năm không tròn trăm nha. Còn năm tròn trăm tí nữa mình sẽ đề cập đến sau. Như vậy 1880 là năm nhuận đúng không nào? Không phải là năm tròn trăm. Và chia hết cho 4. Rồi, vậy thì khi các bạn đã có năm này, vậy thì theo nguyên tắc mình sẽ cộng mấy để ra cái năm tròn sorry, để ra cái năm uh, nhuận tiếp theo. Để ra cái năm nhuận tiếp theo các bạn. Cộng. Chúng ta sẽ cộng 4. Rồi, chính xác cộng 4 bởi vì cứ 4 năm sau 4 năm thì sẽ lại có một năm nhuận. Đấy, hay đùa với các bạn là gì bạn nào mà sinh vào 29 tháng 2 là 4 năm sau mới được ăn sinh nhật tiếp á. Đó, như vậy mình cộng 4 vào thì mình sẽ có năm nhuận tiếp theo là 1884. Tiếp theo là 1888 chính xác. Tiếp theo là 1892, rồi 1896 luôn. Rồi 1900 luôn Vậy là có 6 năm nhuận đúng không ta Phải 6 năm nhuận không các bạn Phải 6 năm nhuận không nào Ok Phải không Phải không À không Rồi các bạn nhắn cho đây rất rõ ràng Không không phải là năm nhuận Tại vì các bạn phải nhớ 1900 là năm tròn trăm rồi khi 1900 là năm tròn trăm thì để ý kỹ, khi là năm tròn trăm thì không phải chúng ta quan tâm đến chia hết cho 4 mà phải chia hết cho bao nhiêu? Phải chia hết cho bao nhiêu? Phải chia hết cho 400 mới được, đúng không? 1900 là năm tròn trăm và năm này phải chia hết cho 400 mới được tính là năm nhuận. Như vậy thì 1900 đây các bạn ghi chia 400 đúng rồi. Thì khi chia 400 thì 1900 không có chia hết. Cho nên năm 1900 không phải là năm nhuận các bạn ha. Như vậy trong list này chúng ta chỉ có năm năm nhuận mà thôi. Ok. Rồi, như vậy ở đây nhắc lại một cái quy tắc nho nhỏ là gì? Khi các bạn xét những cái năm không tròn trăm thì đơn giản chia hết cho 4 là năm nhuận. Nhưng nếu cái năm đó là năm tròn trăm thì phải nhớ là phải chia hết cho 400 mới được tính là năm nhuận nha. Rồi vậy thì năm tròn trăm 1900 không phải là năm nhuận nhưng 2000 có là năm nhuận không? Thử nhắn cho thầy xem. 2000 có là năm nhuận không? À, bị lừa kìa rồi. Ok, nhớ những cái chỗ nhỏ nhỏ mình để ý để mình tránh bị lừa ha. Rồi, 2.000 là năm nhuận chính xác bởi vì là năm tròn trăm và chia hết cho 400. Rồi, như vậy thì sau đó 2.100 có nhuận không? 2.100 trả lời luôn, có hay không nào? 2.100. Rồi, 2.100 không phải là năm nhuận chính xác. Không, 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 không quá trời không luôn. Rồi, 2.200 cũng không, 2.300 cũng không. 2.000. 400 nó mới quay trở lại là năm nhuận các bạn ha. Ok, có bạn hỏi cái cách làm là lấy uh, năm cuối trừ năm đầu chia cho 4. Ok, rồi như vậy thầy cũng có thể nhắc về cái cách này chút xíu. Tức là nếu các bạn liệt kê ra như vậy, đó, các bạn có thể để ý cái năm đầu tiên với năm cuối cùng, đó, thì đây là số đầu tiên sẽ là 1880, số cuối cùng để là năm nhuận nha thì trong cái list này không có 1900 thì số cuối cùng là 1896 như vậy các bạn có thể lấy số cuối trừ số đầu đó chia cho khoảng cách là 4 thì các bạn sẽ ra được là gì các bạn sẽ ra được là có bốn cái gaps và các bạn cộng 1 thì các bạn sẽ ra được 5 năm cũng được với cách làm đó cũng được nha Tuy nhiên Tuy nhiên thường người ta hỏi với một cái khoảng nhỏ thì thầy recommend các bạn là liệt kê ra tại vì rõ ràng là có những cái năm tròn trăm á trong cái list mà có những cái năm tròn trăm là nó sẽ phá cái quy luật của mình cho nên là nếu mà mình không để ý á thì mình áp dụng cái đó là mình bị lừa đó nha các bạn mình bị lừa đó nha cho nên là nhớ cẩn thận nhớ cẩn thận rồi ok như vậy ở đây nhắc lại một chút về cách xét năm nhuận ok rồi chúng ta chỉ còn hai câu hỏi rất nhanh về việc là tính một cái thứ dựa vào một cái thứ của ngày cho trước. Ok, ở câu số 9, các bạn cùng nhau làm với thầy câu số 9 ha. Ok, January the 1st of 2024 is a Monday. Rồi, à, không có ăn gian ở nhà, cái xong cái lấy điện thoại ra, uh, hay là lấy lịch ra coi nha. Ở đây mình mình làm bài để mình ôn tập, cho nên là mình thử, thử tự mình làm xem nha. Như vậy mình có January the 1st of 2024 is a Monday. Vậy thì what day of the week is February the 1st, 2024? Uh -huh. Thứ mấy, thứ mấy, thứ mấy ta? Rồi, oh, có câu trả lời nhanh quá. Mà có thầy có đủ 4 câu trả lời A, B, C, D luôn mới ghê chứ. Rồi, có A, có B, có C, có D luôn. À. Rồi, có bạn ăn giang ghi xem lịch. Ok, không được xem lịch nha, đi thi đâu có được xem lịch đúng không? Rồi, chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Thì các bạn thử suy nghĩ coi nếu mà mình là người thiết kế lịch. Đó, thì mình sẽ tính trước như thế nào? Có phải chúng ta cũng phải nắm được quy tắc, right? Để mình có thể có được cái 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 lịch đúng không? Rồi, như vậy, bây giờ thầy thấy rất nhiều các bạn trả lời câu B và câu D. Right? ừ rồi lại có a với c nữa rồi như vậy là câu trả lời đa dạng quá nha ok vậy thì vậy là có vậy rõ ràng khi mà có các bạn chọn cả bốn câu có nghĩa là có những câu sai có những bạn chọn sai rồi vậy thì bây giờ để ý kỹ cái dạng toán này như thế nào thì một cái mẹo nho nhỏ, nhỏ thì hãy nhắc các bạn là mình vẽ một cái sơ đồ nho nhỏ ra cho thầy tức là sao mình sẽ vẽ đầu tiên mình ghi lại cái ngày tháng năm và cái thứ đã biết rồi cái thứ mình ghi phía dưới đó ví dụ ở đây mình có là gì January the first 2024 là Monday sau đó thầy sẽ vẽ một cái mũi tên và ở cuối cái mũi tên đấy ở cuối cái mũi tên thầy sẽ ghi ra cái ngày cái ngày mà mình cần tìm cái thứ tương ứng February the first 2024 rồi và cái thứ chưa biết để dấu chấm hỏi luôn. Vậy thì ở chỗ mũi tên đó chính là cái gì? Mình sẽ xem coi chỗ mũi tên đó chính là bao nhiêu ngày. Ví dụ 300 ngày, 50 ngày, 67 ngày. Đó. Và sau đó các bạn biết quy tắc là gì không? Nhớ không? Chúng ta sẽ đổi số ngày đó thành gì? Thành số tuần. Bởi vì sao các bạn mừng tượng nếu hôm nay mình cùng nhau livestream đi hôm nay mình cùng xem cái buổi livestream vào thứ bảy. Vậy thì đúng 7 ngày sau là thứ mấy các bạn? Đúng 7 ngày sau là thứ mấy? Đúng 7 ngày sau là đúng một tuần, đúng rồi. Lại là lại là thứ bảy trở lại, đúng không? Ok, như vậy thì Như vậy thì với với cái số ngày được cộng, chúng ta đổi sang số tuần. Bởi vì số tuần cộng vào với một tuần, sau một tuần thứ hai vẫn là thứ hai sau 10 tuần, thứ hai cũng vẫn là thứ hai. Sau 20 tuần, thứ hai cũng vẫn là thứ hai. Đó, như vậy thì ở đây các bạn cùng xem mình sẽ coi từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 1 tháng 2 năm 2024 là bao nhiêu ngày. Ok rồi, các bạn ghi rất rõ. Tháng 1 có 31 ngày. Như vậy là ở đây cộng 31 ngày liền. Đồng ý không nào? Ở đây có một cái mẹo là gì? Cùng cái ngày đúng không? Ngày 1 chỉ khác tháng thôi. Tức là từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 là coi như chọn đủ 1 tháng, cộng đủ 1 tháng. Mà là tháng nào? Là tháng 1. Như vậy mình cộng đủ tháng 1 vào. Tức là cộng 31 ngày. Vậy chỗ mũi tên các bạn sẽ ghi cộng 31 ngày nha. Uh -huh. Ok rồi. Các bạn ghi 31 cộng 28. Không đúng, không đúng. Các bạn phải nhớ xem kỹ từ ngày nào đến ngày nào. Thì từ ngày 1, tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 là coi như chỉ mới chọn một tháng 1 tháng 1 thôi. Mới tới ngày đầu tháng 2 thôi mà, đúng không? Nhưng mà mình thấy nó sẽ là cộng đúng 1 tháng 1, tức là cộng 31 ngày. Rồi có bạn ghi rõ luôn như vậy 31 ngày này mình sẽ chia chia 7. Ok? Ở đây có một cái điểm nho nhỏ là các bạn nhớ trên mũi tên mình sẽ ghi là cộng bao nhiêu ngày nha? chứ không phải là mình đếm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2. Không phải mình đếm luôn cả ngày đầu ngày cuối tổng cộng bao nhiêu ngày đâu. Mà mình coi coi từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 là được cộng bao nhiêu ngày. Đó, lưu ý cái điểm đó. Cho nên ở đây không phải là 32 mà sẽ là 31 31 ngày. Như vậy 31 chia 7 mình sẽ có là 4 dư 3. Vậy 4 là gì? Chính là 4 tuần còn 3 ngày chính là 3 ngày dư ra. Vậy thì bắt đầu từ thứ hai cộng với 31 ngày mình sẽ xem như là thứ hai cộng với 4 tuần và thêm 3 ngày. Đúng rồi, 4 weeks and 3 days, chính xác. Như vậy thứ hai cộng thêm 4 tuần thì là thứ hai cộng thêm 4 tuần thì vẫn là thứ hai, đúng rồi và sau đó chúng ta cộng thêm 3 ngày nữa thôi. Như vậy chúng ta lấy Monday cộng 3 ngày chính xác Monday plus 3 days. Very good. Như vậy Monday plus 3 days chúng ta sẽ có là Thursday. Như vậy đáp án là thứ năm, câu D nha các bạn. Thursday như vậy hồi nãy nhiều bạn chọn câu D là chính xác rồi đó. Còn các bạn mà mình chọn nhầm thành A, B, C là mình phải xem lại ha. Ok, rồi. Như vậy thì bây giờ các bạn thử áp dụng để làm câu khó hơn chút xíu. Câu số 10. Như vậy ở đây thầy cũng sẽ có có gì? Thật ra câu này chính là mình lấy uh, coi như từ kết quả của câu chính mình tính tiếp á. February the 1st of 2024 is a Thursday. Ngày 1 tháng 2 năm 2024 là thứ năm. Rồi, vẽ cái mũi tên ra. Vậy thì what day of the week is April the 1st of 2024? Ok, như vậy ngày 1 tháng 4 năm 2024 sẽ là thứ mấy các bạn? Ok, sẽ là thứ mấy? Chúng ta sẽ cùng xem thử bao nhiêu ngày nha. Aha, uh -huh, bao nhiêu ngày đây? Rồi. Ok, vậy cùng nhau sửa nào. Như vậy thì thầy sẽ liệt kê cho các bạn cùng xem cái này các bạn có thể tính nhẩm trong đầu nhưng mà thầy liệt kê ra cho các bạn cùng xem thử như vậy thầy cứ tính theo từng tháng từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 của năm 2024 có phải là coi như chọn được cộng đủ một tháng đúng không các bạn nhưng mà cộng đủ tháng là cộng tháng mấy ta cộng tháng mấy cộng tháng 2 à cộng tháng 2 như vậy là bao nhiêu ngày có phải 28 ngày không Ờ, các bạn đã nhắn rất nhanh 29 ngày chính xác 29 ngày các bạn Rồi nhiều bạn đã có đáp án câu A với câu D đây Ok cùng xem thử câu mấy nha Rồi nhưng mà cho thầy hỏi như vậy thì Ở đây là thứ hai đúng không? À, sorry sorry là tháng 2 đúng không? Như vậy tháng 2 này có bao nhiêu ngày các bạn? Rồi 29 rồi, tại sao lại hỏi vậy nhiều bạn theo thói quen đó, thấy tháng 2 cái ghi 28 liền mà quên kiểm tra năm nhuận. Quên kiểm tra năm nhuận. Bởi vì ở đây năm 2024 là năm nhuận các bạn nghe. Và trong cái khoảng thời gian này có ngày nhuận luôn. Cho nên cái tháng 2 này phải có 29 ngày lận. Rồi. Như vậy từ 1 tháng 2 đến 1 tháng 3 là coi như được cộng đủ một tháng đó. Cộng đủ 1 tháng 2 thì nó chính là được cộng 29 ngày. Chị tiếp tục từ ngày 1 tháng 3 sang ngày 1 tháng 4 được cộng trọn thêm một tháng. Tháng 3 là nhiêu ngày? Đúng rồi, 31 ngày nữa. Như vậy hồi nãy rất nhiều bạn đã tính cho thầy ở đây được cộng chỗ mũi tên là 60 ngày chính xác. Rất nhiều bạn hồi nãy đã làm được 60 ngày đúng rồi. Ok. Rồi có bạn nhắn rất rõ tháng 2 có 29 ngày, tháng 3 có 31 ngày. Như vậy cộng lại là 60. Ok. Rồi. Như vậy chúng ta đã xác định được trên mũi tên là cộng 60 ngày. Vậy thì làm y như nãy giờ thôi, chúng ta sẽ đưa về số tuần bằng cách lấy 60 chia 7. Các bạn sẽ được 8 dư 4 đúng không nào? Được 8 dư 4, tức là 8 tuần và 4 ngày. Vậy thì thứ 5, Thursday, cộng 60 ngày sẽ được đổi thành cộng 8 tuần và 4 ngày. Vậy thì thứ 5 cộng 8 tuần là thứ mấy ta? Thứ 5 cộng 8 tuần vẫn là thứ 5. Và thêm 4 ngày. Vậy thì kết quả của chúng ta sẽ là... Ok, sẽ là câu A. Monday. Ok. Rồi, câu này là Khá nhiều các bạn chọn sang B, C, D nữa nè. Rồi, có một lượt các bạn chọn A là chính xác thôi. Như vậy thì các bạn để ý ha. Ở đây câu trả lời của mình sẽ là A, Monday. Các bạn để ý như vậy với câu 9 và 10, hai câu hỏi cuối cùng vừa rồi. Thì chúng ta ôm lại cái cách mà tìm thứ của một cái ngày nào đó. Thì các bạn nhớ để ý giúp thầy. Để tìm thứ của một ngày nào đó thì một cái mẹo đó. Cái cách làm là các bạn vẽ nhanh một cái sơ đồ ra bên trái mà bên trái giống như tương tự sơ đồ ở đây bên trái thì mình ghi cái mà mình đã biết rồi một cái mũi tên bên phải thì mình ghi cái mà mình cần tính chính là cái ngày và chấm hỏi ở chỗ cái thứ cần tính và mũi tên chính là cái chỗ mình sẽ ghi cộng bao nhiêu ngày thì khi mình biết cộng bao nhiêu ngày thì mình sẽ đưa được về là cộng bao nhiêu tuần đúng không nào ok rồi OK như vậy thì chúng ta đã vừa hoàn thành các câu hỏi của phần ôn tập rồi các bạn ha như vậy chúng ta có tính toán về phân số nè phân số của một số chúng ta có ôn tập về đếm hình nữa rồi chúng ta có ôn tập về năm nhuận thứ ngày tháng đúng không nào như vậy thì các bạn nhớ với những câu hỏi vừa rồi chúng ta sẽ ôn tập để nắm các dạng toán để có thể có được cái kết quả tốt nhất khi mình làm bài thi Uh, MTO 2 các bạn ha, ok rồi các bạn nhắn xong bài, ok, ok so we finish everyone, ok so that that's all for today. Rồi như vậy là rất mong là các bạn nhớ không chỉ là chúng ta vừa mới vả, giải những cái bài toán không đâu mà những cái mẹo, những cái uh, lưu ý nhắc nhở kiểm tra năm nhuận nè, hay là những cái lưu ý nhắc nhở khi các bạn tính toán kiểm tra kết quả thì các bạn nhớ nắm chắc để mình làm bài mình biết cách làm nhưng mà mình tính toán không cẩn thận mình quên để ý những cái chỗ nho nhỏ để bị lừa thì nhớ mình lưu ý để mình có thể có kết quả tốt nhất các bạn ha ok rồi cảm ơn các bạn đã đến với cái buổi livestream ôn tập ngày hôm nay rồi như vậy thì uh, xin chào các bạn ha rồi các bạn có thể uh, live nhé ok goodbye everyone Okay, thank you for coming today.